Chiều nay 1 tháng 12, Hội đồng đặc xá tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2016 cho 8 phạm nhân đang thi hành án tại trại tạm giam và các nhà tạm giam tạm giữ công an các địa phương trong tỉnh. Đợt này, đã có 8 phạm nhân đủ điều kiện được Hội đồng đặc xá tỉnh Lâm Đồng xét đề nghị đặc xá với các tội danh chủ yếu về tội cố ý gây thương tích, vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, tàn trữ trái phép chất ma túy và hiếp dâm. Phạm nhân có mức giảm án cao nhất là 8 tháng, mức giảm án thấp nhất là 1 tháng. Đây là các phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm quy định của nhà nước trong quá trình thi hành án. Đây là đợt đặc xá lớn trên cả nước với 4.180 phạm nhân được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Qua đó tiếp tục thực hiện truyền thống nhân ái bao dung của đảng và nhà nước đối với người làm lỗi để họ có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Đại diện Hội đồng đặc xá tỉnh Lâm Đồng cũng đã căn dặn các phạm nhân được đặc xá đợt này khi trở về với gia đình, xã hội, chấp hành nghiêm pháp luật, sớm hòa nhập cộng đồng, thực hiện tốt lối sống văn hóa ở khu dân cư, chủ động tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng, tôn trọng và cư xử đúng mực với những người xung quanh, xóa bỏ mặc cảm và có công việc làm ổn định trong thời gian tới. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với các nhà đầu tư để thương thảo việc giảm giá phí qua các trạm thu phí BOT. Theo thống kê, cả nước hiện có 86 trạm thu phí BOT do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, trong đó đã có 45 trạm đang và chuẩn bị thu phí.